Thưa quý vị, startup là khởi nghiệp, đây là xu hướng làm giàu của các bạn trẻ ít vốn, thậm chí là không có vốn, nhưng có ý tưởng kinh doanh độc đáo và mới lạ. Năm 2015, cộng đồng startup khởi nghiệp Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ và năm nay 2016 được kỳ vọng là năm của khởi nghiệp khi nhiều chiến lược kinh doanh có tiềm năng được giới thiệu và nhiều chính sách hỗ trợ dành cho cộng đồng startup Việt. Đây là mô hình co-working, nghĩa là văn phòng làm việc chung đầu tiên của Hà Nội. Đây cũng là không gian với những tiện ích phục vụ hoạt động điều hành được các công ty khởi nghiệp quan tâm. Thực ra với mỗi quốc gia để mà phát triển bền vững thì người ta sẽ phải nhìn vào cái sự nỗ lực của cả một cái thế hệ trẻ, những cái người mà có tham vọng để tìm kiếm những cái giải pháp mới, những cái cơ hội kinh doanh mới. Và khi mà nhiều những cái ý tưởng mới như thế thì nó sẽ giúp một cái nền kinh tế phát triển bền vững hơn. Còn với doanh nghiệp này, từ cách đây hơn 7 năm, với ý tưởng sản xuất game giáo dục trực tuyến dành cho học sinh, đến năm 2015 vừa qua, doanh nghiệp đã là một trong 40 doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu của Việt Nam. Thì các startup là đóng góp một cái phần cực kỳ quan trọng vào cái tương lai nền kinh tế của mỗi đất nước. Bởi vì startup là một cái gì nó mới, là những cái người ta chưa từng làm. Và đương nhiên điển hình của nó là những sự sáng tạo, tạo ra những cái mới. Năm 2015, cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam liên tục đón nhận tin vui khi nhiều công ty startup huy động được số tiền lên đến triệu đô la Mỹ, thậm chí là hàng chục triệu đô la Mỹ. Cái khó khăn cho cái thanh niên khởi nghiệp chính là bởi vì cái nguồn lực của chúng ta bị phân tán quá. Vốn không phải là thiếu, có rất nhiều những cái nguồn quỹ trong nước, ngoài nước, nhà nước cũng chuẩn bị những cái nguồn quỹ là 2.000 tỷ ở Bộ Kế đầu tư hoặc là 500 tỷ ở Bộ Khoa Công nghệ để hỗ trợ cho thanh niên trong việc phát triển kinh doanh cũng như là phát triển cái kỹ thuật công nghệ mới. Thế nhưng cho đến nay thì cái số tiền này chưa được sử dụng hoặc là chưa thể sử dụng được. Một khảo sát mới nhất về tinh thần khởi nghiệp xếp Việt Nam đứng thứ 7 trong số 44 quốc gia tham gia khảo sát. Các đánh giá cũng chỉ ra rằng nếu như các điều kiện về khởi nghiệp ở Việt Nam được cải thiện thì vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế sẽ còn cao hơn nữa.